Cà pháo mà đem làm theo cách này á, thì vừa làm xong là mình ăn ngay liền được luôn, không cần phải chờ đợi gì thêm cả. Mà cái món cà pháo của mình vẫn thơm, trắng giòn, không hề bị hăng luôn. Nên các bạn nào mà đang thèm cà pháo á, mà sợ chờ lâu hoặc là mình muối phải 2-3 ngày mới ăn được, thì bây giờ mình thử áp dụng theo cái cách này ha. Rồi, bây giờ đầu tiên nguyên liệu sẽ có là cà pháo nè. Đó, cà pháo mới mua về xong. Sau đó thì một số gia vị như là nước mắm, giấm, nước cốt tắc, đường, tương ớt và thêm gừng, riềng, tỏi, ớt. Các bạn có thể chuẩn bị ớt không cay và ớt cay nha. Bây giờ sẽ đi nấu cái phần nước ngâm gồm có nước mắm nè, giấm, nước cốt tắc, đường. Tất cả thì các bạn cứ cho hết vào nồi và mình đun sôi lên thôi. Mình đun cho nó tan hết cái phần gia vị nha. Sau đó nếu có bọt mình hớt xíu cái phần bọt. Xong rồi mình tắt bếp và để nguội nè. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái thau nước, cho một xíu muối vào và thêm cái phần nước cốt chanh vào nha. Cái thau nước này nè, để một hồi khi mà mình cắt cà, mình cho cà vào để mình ngâm, để cho nó không có bị thâm đen các bạn. Nó ra hết cái phần mủ để giảm bớt độc tố luôn nha. Cà pháo thì các bạn sẽ cắt bỏ cái phần cuống nha. Và cà pháo này có hai cách cắt. Các bạn có thể cắt làm tư theo cái kiểu muối cao á, hoặc là các bạn thể cắt lát lát khoanh như thế này nè. Nhưng mà theo Hùng thấy á nha, các bạn cắt cái muối cao á, thì sau khi cà pháo mình ngâm xong mình ăn cảm thấy nó giòn hơn á. Mình cứ cắt tới đâu là cho liền vào thau nước như vậy, thì cái cà pháo của mình nó không có bị đen. Rồi mình ngâm tầm khoảng 30 phút. Trong lúc chờ ngâm cà pháo á, thì bây giờ mình sẽ đi qua, mình sẽ cắt cái phần củ riềng, củ gừng và tỏi ớt nha. Mình để sơ chế mấy cái phần này. Rừng riềng á, thì các bạn cũng cắt lát thái sợi như thế này nè. Đó. Tỏi ớt thì các bạn cũng cắt nhỏ nhỏ ra để mình dễ xay hơn á. Và tất cả mọi thứ này nè, mình sẽ lấy mỗi cái một nửa, mình cho vào cối mình xay cho nó nhuyễn lên nha. Sau đó thì mình chừa lại một ít để một hồi mình trộn cùng và mình ngâm á các bạn. Cà pháo muối sỏi á mà có gừng có riềng á, ta nói nó thơm lắm. Rồi, sau khi cà pháo ngâm 30 phút các bạn thấy không, nó trắng tinh tươm luôn. Mình cứ vớt ra, rửa lại nước sạch 3-4 lần nha. Bây giờ tất cả các nguyên liệu mình đã sơ chế xong rồi, bây giờ tiến hành đi trộn cà pháo nè. Cho cà pháo, rừng riềng, tỏi ớt vào và cái phần tỏi ớt xay vào luôn nè. Cứ cho tất cả các hỗn hợp này vào một cái thau các bạn. Cho thêm một xíu ớt xiêm vào nữa. Và cho cái phần nước ngâm vào. Lưu ý là nước ngâm thiệt là nguội mình mới cho vào nha. Chứ mà nước ngâm của mình còn nóng á, mình cho vào là thành cà trần, cà luộc luôn á. Nó không có giòn đâu. Rồi các bạn cứ trộn đều lên. Cho cái phần nước ngâm này nè, nó xem xét, nó ngấm hết cái phần mặt cà các bạn. Đó, như vậy là có thể ăn liền được rồi đó. Nhưng mà muốn ngon á, thì các bạn để tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng nó hơi ngấm rồi á. Ăn rất là giòn, thơm lắm. Và sau đó thì các bạn có thể để tủ lạnh, ăn dần tầm khoảng vài ngày tới luôn, thì nó càng thấm hơn nữa nha. Mà làm sao mà cái loại cà này nó có tên cà pháo ta? Hay là ăn vào nó giòn như là pháo nên mọi người đặt tên là cà pháo? Nhưng mà nhìn như thế này các bạn có thấy thèm không? Chứ giờ này dựng clip mà nhìn lại á, tươm cả nước miếng luôn á. Cảm giác nó kích thích dễ sợ luôn á. Nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn nha. Mà có ai thích ăn cà pháo nhưng mà không thích ăn mắm tôm không? Ăn mắm tôm được nhưng mà không có thích. Thích ăn cà pháo chung với thịt kho, cá kho hoặc là ăn kèm với các món ăn cơm vậy đó. Mỗi bữa cơm á mà có dĩa cà pháo nhỏ nhỏ để ăn kèm, giòn rụm là ta nói thế nào cũng bắt cơm, ăn hết nồi cơm cho mà coi à. Cái món nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà rất là bắt cơm luôn á nha. Để ăn kèm với các món ăn khác á, nó không có bị ngán. Nên hôm nào mà rảnh á, là Hùng cứ làm cái món này à. Làm xong á, ăn không có hết á, thì cứ cho vào cái hộp hoặc là cái keo lọ sạch á, mình cho vào ngăn mát tủ lạnh nha. Khi nào mà mình ăn, mình múc ra một ít. Phần còn lại thì mình cứ để đó, bảo quản và ăn dần thôi. Cách này Hùng hay áp dụng, Hùng thấy hay thì Hùng chia sẻ. Còn các bạn nào mà có cách nào hay hơn nữa thì cùng comment chia sẻ với mọi người nha.